mình có để cả có tất cả các trò chơi thì cảm thấy là các trò chơi cũng không phải là đơn giản nhưng cũng không phải là khó khăn, vừa với mức độ chơi nó vừa có tính thể thao nhưng cũng mang tính giải trí rất là cao, khiến cho tinh thần của mọi người tham gia rất là một cách rất là sôi nổi, và hứa hẹn những trò chơi đó sẽ mang lại cho một hội thao sôi nổi. Thứ nhất là về số lượng người ấy, khó khăn là thông báo với mọi người, tuy là có công nghệ quá công nghệ truyền thống nhưng mà không được sự tương tác của mọi người, nên là lúc tết thì số lượng người không được đầy đủ nên là quá trình tết thì nó cũng chưa được chính xác cao, nhưng mà nói chung thì mọi trò chơi ba sự kiện đưa ra thì quả là ok rồi. Ok. Vì sức khỏe của tất cả mọi người thì nói đến thể thao thì hy vọng là tất cả mọi người